bạn lại như vậy. Đây là một ổ bánh mì nhân sô-cô-la nhé. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong của nó sẽ như thế nào các bạn nha. Rồi mình sẽ cắt cái phần nhân ra các bạn này. Đây các bạn sẽ là một ổ bánh mì nhân sô-cô-la nhé. Và như vậy thì mình cũng đã hoàn thành xong. Và bây giờ thì chào các bạn và hẹn các bạn là gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Hello chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh mì thập cẩm các bạn. Đối với món bánh mì thập cẩm này thì chúng mình sẽ đã chuẩn bị sẵn một ít thịt kho các bạn này, một ít trứng này là trứng gà nhá, ba ổ bánh mì, một ít rau thơm, xúc xích và một ít dưa chuột các bạn nha, một ít hành. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm món bánh mì thập cẩm này các bạn nha. Với món bánh mì thập cẩm này thì mình sẽ cắt cái phần hành trước các bạn nhé. Dưa chuột này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào làm các bạn nha. Các bạn bật bếp luôn cho mình nhá. Bây giờ đối với ba ổ bánh mì này, bây giờ thịt này, trứng này. Mình sẽ cho cái phần trứng trước nhé. Món bánh mì thập cẩm này ăn rất là ngon các bạn nha.